Tấm đây, và hôm nay thì mình đang có mặt tại ngã tư Ông Ích Kim và Hùng Vương nha các bạn. Phía sau lưng mình á, là siêu thị Go, hồi trước á, nó là Bixi á các bạn. Bây giờ nó đổi thành Go. Còn phía bên tay này của mình á, đó là chợ Cồn nha. Và hôm nay thì mình sẽ, sáng hôm nay mình sẽ đi mua một ít đồ ở trong chợ Cồn này. Và bây giờ thì mời các bạn vào chợ Cồn cùng với mình nha. Ok, đèn đỏ rồi. Bây giờ là đèn xanh của mình đi nha. Đi qua bên phía chợ Cồn này. Chợ Cồn á, chợ Cồn là một cái chợ nổi tiếng ở Đà Nẵng đó các bạn. Các bạn biết vì sao nó có tên là chợ Cồn không? Tại vì ngày xưa nó được xây dựng ở trên một cái cồn cát. Nó nằm ở trên một cái cồn đất giữa trung tâm thành phố. Mình sẽ đi vòng vòng ở cái khu đầu tiên khi mà bước vào từ phía cổng chợ nha các bạn. Khi mà mình đi vào chợ thì cái quầy phía ngoài này sẽ được bày bán các mặt hàng như là đồ trang sức nè, kim cương, đá quý, vàng bạc, đồ các kiểu á. Mình cũng có thể tìm thấy các vòng đeo mà kiểu phong thủy, rồi cũng có bày bán quần áo ngoài này luôn. Chợ được xây dựng ở năm 1940 và được nằm ở trung tâm thành phố. Một mặt á là tiếp giáp với lại đường Hùng Vương và một mặt tiếp giáp với lại đường Ông Ích Kim, nằm trên địa bàn phường Hải Châu 2 của quận Hải Châu. Do lúc đầu á là được xây dựng ở trên một cái cồn cát đầy lau sậy, và các gian hàng thì là những cái chiếc chòi tre, và về sau thì được tu bổ bằng những cái vật liệu kiên cố hơn, và chợ được xây lên 3 tầng nên là có tên chính thức là Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng. Tuy nhiên thì mọi người vẫn quen gọi là chợ Cồn, nên là năm 2012 theo nguyện vọng của người dân thì Hội đồng Nhân dân thành phố đã quyết định đổi tên Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng thành chợ Cồn. Chợ thì được mở cửa vào 7 sáng đến 7 giờ buổi tối, nhưng mà các bạn yên tâm, ở bên phía ngoài bên chợ, ở phía bên mà hai bên mặt đường của Ông Ích Kim và Hùng Vương vẫn được vẫn có phục vụ các quán ăn vào buổi tối. Nếu mà các bạn có dịp mà ghé đến chợ Cồn thì cứ yên tâm về cái thời gian nha. Như các bạn theo dõi nãy giờ thì các bạn sẽ thấy các gian hàng ở phía bên trong chợ được phân lô rất là gọn gàng, sẽ được phân chia theo từng quầy rất là sang sát nhau, gọn gàng và rất là sạch sẽ, phải không? Vào đây thì các bạn có thể mua túi xách nè, đồ trang sức hay là đặc sản mang về làm quà, rất là phù hợp luôn nha. Và khi mà các bạn ghé vào và mua những cái món hàng ở trong chợ Cồn thì mình nên tham khảo trước cái giá của sản phẩm nhé. Đây là thời điểm quá là thích hợp để làm mọi người cùng nhau chuẩn bị mua sắm, để chuẩn bị cho một cái Tết 2023 thật là mới mẻ. Hello. Dạ, đâu, em quay vlog thôi. Dạ. Thì mọi người sẽ chuẩn bị cho một cái Tết 2023. Đây là khá là nhiều người đi mua đồ. Trước mình định mua cái dép như đó mà xong mua. Đeo ba lô trước đó mà. Thì là con khỉ rất là nhỏ. Wow. Nó chặt. Lấy đó nó rộng hơn. Cho em đi qua xíu được không ạ? Không còn nữa đi. Em còn qua không? Sao vậy hả? Do mày bự quá chứ chị hai vẫn đi được bình thường mà. Đi ế điện ngoài ơi, người đi ế ế nên điện, người đi hết lượm lúa rồi. Mọi người đang tắt bật. Thank you.
Hôm trước là mình có một chiếc video đi chợ cồn, nhưng mà mình đi vào buổi chiều nha các bạn. Và bây giờ thì mình đang đi vào buổi sáng. Sáng thì mình sẽ đi qua bên cái hướng. Cái hướng bên này là buổi chiều là người ta bày rất là nhiều đồ ăn á. Nhưng bây giờ thì chưa. Chắc tầm 2-3 giờ chiều thì người ta sẽ bày. Giờ là mọi người đang tấp nập mua bánh mứt để chuẩn bị cho cái Tết. Đây, phía bên cái hàng bên này là buổi chiều là người ta sẽ bán đồ ăn. Căng thế. Bên phía bên này buổi chiều là mình đã có một chiếc video về một bao thôi. Còn như hồi đó là mình đi tầm 4-5 giờ chiều á. Bây giờ thì mọi người chưa, bên nào bên này chưa có đồ ăn. Đã đang dọn ra dần. Dạ, cho em bánh đi. Bánh chi em? Bốn bánh đấy. Chú ăn bánh gì kìa? Mua đi. Bánh bò, 10 cái. Phải 5.000 lại 10 cái. Gì có bánh cua bên này. Hai cái đó với hai cái này. Có hai cái bánh ram. Yeah. Bánh này là bánh gì á? À, bánh bò không có dừa. À, bánh bò không dừa. Đây là chợ còn bánh dừa, bánh cua, bánh kiền có. Bánh bò chị em. Ốc nhảy, ốc hương. Dạ không. Này cô bán từ mấy giờ? Mấy giờ? Lên 8 giờ. Bà 8 giờ từ 8 giờ sáng à? Ừ, 8 giờ sáng lên sáng sớm lên ngồi ngoài kia. À. Rồi em cảm ơn nha. Dạ, em cảm ơn. Đây là túi bánh mình vừa mới mua nãy. Bánh này là bánh xoài nha. Nhưng mà ăn cái này nó sẽ bị trắng cái miệng. Nên là mình sẽ xé ra. Đây. Ở trong này thì sẽ có nhân đậu phộng và nhân dừa. Cái này là bánh ram nha. Nhưng mà không ăn bánh ram, ăn bánh bò đi. Ăn màu xanh hay màu trắng? Hả? Là chị Hai ăn màu xanh hả? Thích, giờ tôi thích ăn màu trắng. Đây là bánh bò. Bánh bò nhân dừa. Cái gì mà nha, nãy giờ mày nhai cái gì vậy? Em nhìn em cười giữa bác. Chị cảm ơn nha về đăng ký kênh Mẹ Tấm Channel á. Dạ. Ừ. Em ăn bánh không? Mời em cái bánh nè. Dạ. Ăn đi. Ăn đi. Đi đi. À, đi đi vô chợ đi mua đồ. Thank you.
hỏi họ bán cái hàng chay ở đâu. Dạ, dì ơi cho hỏi xíu, dì biết cái hàng mà bán đồ chay á, đồ mà thực phẩm chay. Dạ, con cảm ơn. Dạ, dạ, con cảm ơn. Chị ơi, dì cho em một ít cái gì nhỉ? Rong biển mà loại hay nấu canh đó. Là cái gọi nữa phải không bà? Em cũng không biết nữa nhưng mà cái loại này là cái đây đây hả? Chị lấy xuống một gói em xem. Còn là Hàn Quốc nữa. À, chị cho em xem nữa. Cái này mình chứ quải nào. Ăn đi. Còn cái loại này là loại gì? Mình về mình xé ra hả? Mình nên nấu canh phải không? Dạ đúng rồi. Mình ngâm nước rồi có thêm bắp khô, cái nước sôi mình thào thôi bé. À dạ. Cho em hai gói này đi. Trong biển nó cũng có rong biển chay à? Thì rong biển là chay mà. Nó là rong biển mà, nó đâu phải cái, là cái con gì đâu. Nó ở đây nè. Bao nhiêu tiền em gửi với? Bên đi là 38 và bên đi 14 là 52 con. Dạ. Cho em một ít căng. Rồi lấy em ít căng. Ít căng là cái là 2 nha. Một cái 2.000 ạ. Dạ lấy em 5 cây. Dạ. 50 cây diễn được, 10 cây đi. Rồi 10 cây đi thì 16 nha. Được 18. Nấm khô này thì bao nhiêu một con? Tôi gọi đi là mình lớn không? Cũng là 40, gọi đi 20. Lấy không một gói 20. Dạ. Cái này về mình ngâm ra mình nấu hả? Mình ngâm rồi rửa sạch, bát khô mình ướp vào màu rồi mình tao dùng cái thịt rồi đó. Dạ. Hả? Xí nữa quăng lại. Cho em một ít á. Cái này là mứt con que đúng không? Mấy lá trái nhỏ nữa là đủ quý. Rồi cái bầu là 13 ngàn. 13 nè. 14 nè. Là 27. 27 40. Là 67. Thấy rồi phải không? Dạ. 77. Chị biết bán rong biển tươi ở đâu không chị? Rong biển tươi á. Rong biển tươi có nè, có khi không có. Ý là thường họ ngồi ở đâu nhỉ? Ngồi ở đâu mà chỗ đi nè, một buổi chiều. À. À đó. Còn buổi sáng bây giờ là không có. Không có. Nó lần dần. Cho anh 4.000 ớt xanh đỏ. Ngoài phim nè, ngoài phim nè, nó đi chợ nè. Cho em 10.000 rồi nấu canh chua luôn. Qua mẹ ăn hết miếng thơm. Biết để lại chứ. Thôi cắt ra rồi. Có chuối chát không cho em trái nha. Ờ. Phải hết mình là đi về quê mua. Mua canh chua là bỏ vô á. Dạ. Nấu canh chua bỏ vô á. Dạ, em cảm ơn nha. À mình có me đó không? Dì bỏ khế trong đó cho con. À, mình không có me hột hả? Đó, đó. Cho con xíu me hột đi. Sợ nó chua có khế rồi. Dạ dạ. Nhà ăn chua bỏ vô đi chút. Cảm ơn dì nha. Đây.
cho em gửi. Nè cho em được bên thế như là bên phía hông chợ người ta sẽ bán cái hàng đồ khô. Nãy chuỗi hả? Về dí cho con chè này chè chuối ạ? À? À dạ cho con ba gói chè chuối. Chè này chè gì vậy? Chè khoai môn. Chè nào? Cho một bịch chè hột này. Có chua nước không? Có chua nước không? Không lồng được không hả? À dạ. Nhưng mà có một mình không lồng được thì các bạn không á. Các bạn tắt ra. Các bạn không lồng đấy. Một chỗ đi chưa xong vậy. Của con 5 gói bao nhiêu tiền á? Dạ. Chị với một gói 10 ngàn là mình có ngay một ly chè thiệt là ngon. Của bà gì nhờ? Bà tên gì? Bà Lực. À bà Lực. Hello bà Lực nè, bà Lực hello mọi người. Dạ con cảm ơn. Con cảm ơn. Đi ạ. Mùi quế à? Mùi người ta bán mấy cái đồ này nè. Nên là nó sẽ có cái dạng giống như mùi quế. Cái này gì ta? Giống củ hành á. Củ này củ hành hay gì chị? Dạ? Hành mọi. À hành mọi. Thơm à. Dạ em cảm ơn em đi đã. Phía bên này là sẽ bán rất là nhiều mấy cái hàng mà trưng bày Tết đó các bạn. Đây, rất là nhiều loại đèn bằng tre nè. Xong cái là giỏ bằng tre nè. Ô cái này xinh chưa? Đây, quá dễ thương luôn, lọc đèn các kiểu. Rất là nhiều, đa dạng. Ô bên đây có quả bắp giả nè. Bắp giả nè. Wow. Dạ, em cảm ơn. Hả? Ừ đi vậy á. Ướp qua đi bác.
đi chợ cùng với lại mình. Hẹn gặp các bạn ở chiếc video làm sau nhé. Nếu mà xem video mà thấy thích thì hãy cho mình một nút like nè. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mẹ Tắm làm kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye.